Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nối cái máy nhiệt Bluetooth bên mình với cái sàn thương mại điện tử Shopee để in cái mã vận đơn trên cái điện thoại Android nha. Ok, thì bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ về cái máy in này cho các bạn biết nha. Thì đây là cái máy in nhiệt Bluetooth có thể in được trên điện thoại iPhone, Android hoặc là laptop, máy tính, MacBook, hệ điều hành macOS luôn nha các bạn. Ok, thì cái máy này á thì in được cái khổ giấy là 80 mi trở xuống nha các bạn. Thì khi mà các bạn in ra thì nó có giấy dán nè các bạn. Đây ha, giấy dán nè. Các bạn in xong các bạn tháo cái giấy, tháo cái lớp keo ra, các bạn dán lên kiện hàng luôn nha. Rất là nhanh và rất là tiện nha. Ok, thì đây là cái sấp giấy bên mình bán nè. Một sấp này là 500 tờ nha các bạn. Đó, sấp 500 tờ như thế này. Ok, thì khi các bạn mua máy về á, thì các bạn gắm dây nguồn vào nè, kết nối nguồn điện nè. Cái thứ hai là cái này là cái cổng USB Type-C để kết nối giữa máy tính với máy in, máy tính MacBook, laptop hoặc là macOS. Đó, rồi ở bên hông này các bạn có cái nút gạt nè, các bạn mở cái nút gạt này, các bạn mở cái nắp ra để các bạn bỏ giấy vào. Thì các bạn bỏ giấy đúng chiều nha. Các bạn bỏ giấy bị ngược là nó sẽ in không ra mực nha. Rồi, đây ha. Cái mặt bóng á, thì các bạn để trên, mặt nhám các bạn để dưới nha. Rồi, các bạn bỏ giấy vào nè. Rồi, các bạn đóng nắp lại. Rồi, ở bên hông nó có một cái công tắc nè. Bạn bật cái công tắc lên, mở nguồn điện lên. Rồi bây giờ mình sẽ bấm cái nút này mình giữ. Nó kêu tiếng beep, các bạn buông ra để nó cân chỉnh giấy lại nha. Ok các bạn, thì bây giờ các bạn vào sàn thương mại điện tử Shopee ha. Các bạn vào cái đơn của mình cần in nha. Thì mình sẽ bấm vào thông tin vận chuyển nè. Tại vì cái đơn này mình xác nhận rồi nha. Những bạn nào chưa xác nhận đơn thì các bạn bấm xác nhận đơn nha. Sau đó in phiếu giao nè. Còn những bạn nào mà in đồng loạt có thì các bạn bấm in đồng loạt bình thường nha. Sau đó các bạn bấm lưu lại nha. Lưu lại sau đó thì các bạn vào trong cái tệp, cái trình quản lý hoặc là cái file á, mỗi một cái điện thoại Android nó sẽ cái tên nó khác nhau nha các bạn. Cái chỗ này là cái phần quản lý tài liệu nha. Rồi, mình vào phiếu gửi hàng là ngày 26 tháng 5 là mình vừa lưu lại nè. Rồi, mình dùng cái trình xem PDF trên điện thoại của mình là mình mở lên nha. Rồi bây giờ mình bấm cái góc nè, mình bấm xe nha các bạn. Rồi chuyển qua last label nè. Nè, phiếu gửi hàng số 1 nè các bạn check vào ha. Các bạn in now. Các bạn lưu ý chỗ này là các bạn chỉnh lại là 76x130 nha, khổ giấy bên mình nha các bạn. Rồi ok, bây giờ các bạn bật cái Bluetooth lên nè, các bạn nhớ bật cái Bluetooth lên nha. Rồi ok, các bạn bấm in. Các bạn bật thêm cái định vị nữa nha. Ok, bây giờ các bạn kết nối với cái máy Bluetooth, cái máy in bên mình nha. Rồi, bây giờ bấm Ring Now là in được nè. Đó, in lại cho các bạn xem nè. Đây cho các bạn nha. Mực in ra rất là đậm và nét và rõ nha. Ok, bây giờ mình in thử cái nữa, sau đó mình sẽ dùng cái điện thoại của mình quét thử cho các bạn xem nha. Rồi, mình sẽ quét cái mã cho các bạn xem nè. Đó. Đó. Ok, thì những bạn nào muốn mua máy in này thì các bạn xuống dưới phần miêu tả, click vào cái đường link của Shopee hoặc Lazada để mua hàng, để được giao hàng ở tận nhà luôn nha. Ok, mình cảm ơn các bạn đã xem video nha. Nếu các bạn thấy hay thì hãy để lại một like, một subscribe để ủng hộ mình nha. Xin cảm ơn các bạn.